Và giai đoạn 8 cộng này chính là giai đoạn mà sự đột phá trong họ bắt đầu diễn ra. Giai đoạn sau nữa là giai đoạn giải nhanh, bấm máy, ép tốc độ, gia tăng tốc độ làm bài. Bởi vì không như môn toán, môn lý chỉ có 50 phút nhưng phải làm tới 40 câu. Do đó tốc độ làm bài là yếu tố quan trọng nhất cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy với môn lý có thêm một giai đoạn này để giúp cho các em gia tăng tốc độ làm bài. Nếu như một bài 3 phút bình thường thì bây giờ chỉ làm trong 1 phút. Một bài 50 phút chỉ làm trong 20 phút. Còn ai khác muốn đạt điểm 8 môn lý trong kỳ thi đại học 2021? Xin chào các em, thầy là thầy Lê Vật Lý. Hôm nay thầy xin chia sẻ về khóa học miễn phí giải ngố vật lý bật mí bí mật 8 cộng cùng thầy Lê. Thầy muốn chia sẻ với các em rằng trong thời điểm hiện tại khi các em đã thi học kỳ 1 xong và chuẩn bị tới những cái dịp Tết Tây, Tết Ta, chúng ta thường nơi lỏng cái việc học của mình. Nhưng thầy muốn cảnh báo với em một điều rằng kết quả học kỳ 1 không nói lên được điều gì cả. Bởi vì cái đề thi của học kỳ 1 nó khá là đơn giản và giữ sức của chúng ta. Kể cả những em trung bình khá cũng có thể làm được điểm tốt. Tất nhiên có nhiều em kém quá thì không làm được thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà ở đây thì đang nói tới nhóm học sinh mong muốn đạt được điểm 8 trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì các em cần phải tập trung hơn trong giai đoạn này, không được lơi lỏng, ngơi nghỉ. Thậm chí là những em mục tiêu 7 điểm, 7 điểm rưỡi các em cũng cần phải tập trung. Vì vậy, thầy tổ chức ra nhóm lớp giải ngố vật lý bật mí bí mật 8 cộng online hoàn toàn miễn phí vào tối thứ hai, thứ sáu từ 10 giờ tới 11 giờ hàng ngày, với mong muốn là sẽ giúp cho các em có được nền tảng kiến thức vật lý vững vàng, lấy lại kiến thức của học kỳ 1 cũng như sẽ có cái nền tảng tốt để bước vào học kỳ 2 trong khóa giải ngố vật lý này. Thầy sẽ giúp cho các em tổng quan toàn bộ chương trình học kỳ 2 lớp 12, đồng thời quay về ôn tập những phần trọng yếu của học kỳ 1 như là dòng điện xoay chiều, giao thoa sóng, sóng dừng, sóng âm và các bài tập căn bản của co lát lò xo nền tảng. Từ đó, thầy bắt đầu xây dựng nền tảng vững chắc cho em và bước tiếp theo, thầy giúp cho các em tiếp cận với những bài toán khó hơn, mục tiêu 8 cộng. Lúc này, các em sẽ được lần lượt giải từng bậc của những cấp độ khó của những bài toán vật lý. Từ đó, các em sẽ trở nên tự tin hơn từng ngày một. Và giai đoạn 8 cộng này chính là giai đoạn mà sự đột phá trong học bắt đầu diễn ra. Giai đoạn sau nữa là giai đoạn giải nhanh, bấm máy, ép tốc độ, gia tăng tốc độ làm bài. Bởi vì không như môn toán, môn lý chỉ có 50 phút nhưng phải làm tới 40 câu. Do đó tốc độ làm bài là yếu tố quan trọng nhất cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy với môn lý có thêm một giai đoạn này để giúp cho các em gia tăng tốc độ làm bài. Nếu như một bài 3 phút bình thường thì bây giờ chỉ làm trong 1 phút. Một bài 50 phút chỉ làm trong 20 phút. Ở chỗ của thầy, những em học từ đầu tới cuối thường khi đi thi chỉ tốn khoảng 20 phút để đạt được điểm 8,5. 30 phút còn lại là để giải quyết 6 câu kia để lên được điểm cao hơn. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn luyện đề cấp tốc, đúc rút thần tốc. Trong giai đoạn này chúng ta không phải bàn về cái chuyện là giải được câu dễ hay giải được câu khó, làm từ trên xuống dưới hay là học chuyên đề này làm chuyên đề kia, mà giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta bày binh bố trận để giải một cái đề từ trên xuống dưới một cách nhanh gọn nhất, sao cho lấy điểm một cách tối ưu và toàn diện. Nếu như mà sức của em là 7 thì điểm ra phải là 7,5, 8. Nếu sức của em là 8 thì điểm ra phải là 8,5, 8,75. Và khóa học giải ngố vật lý này là khóa học hoàn toàn miễn phí, học online với thầy từ 10 giờ tới 11 giờ tối 2, 4, 6 hàng tuần. Thầy sẽ dạy cho các em bài bản như những buổi học chính thức trên lớp. Đồng thời, đây là khóa học mà thầy muốn cho đi, muốn đóng góp công sức của mình để giúp cho các bạn ở xa biết đến thầy nhưng không có điều kiện học với thầy có thể tiến bộ được, có thể lĩnh hội kiến thức của thầy để có cái bước đà tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 sắp tới. Hãy đăng ký ngay khóa học này thông qua việc share video này. Share video để các em, share video này và comment tên của em xuống. Thầy sẽ nhắn tin cho các em link vào nhóm học tập kính này. Hãy share video này và comment tên của em xuống. Sau đó thầy sẽ nhắn tin cho em cái link vào nhóm học tập kính của thầy. Đây là một khóa học hoàn toàn miễn phí 100% ha. Online miễn phí 100% học với thầy Liên Vật Lý. Đây là khóa học sẽ giúp cho các em đạt điểm 8 bất kể xuất phát điểm hiện tại của em có như thế nào nữa. Hãy share bài viết này và comment tên của em xuống nha em. Được rồi, xin chào các em, tạm biệt các em.